chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con mình ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở bên hông cái công viên Lê Văn Tám, cũng là đường Phan Liêm. Công viên nằm bên đây, mình đang đi trên đường Phan Liêm đi thẳng hướng đến Điện Biên Phủ. Thì hôm nay có dịp đi lang thang ở khu vực Bình Thạnh, rồi sẵn chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại đường phố Sài Gòn vào buổi trưa như thế nào nha. Ở đây là công viên Lê Văn Tám, rất là rộng, rất là mát luôn. Ở trên kia thì có các bạn trẻ đang ngồi chơi, các chú xe ôm rồi đang ngồi nghỉ mát nghỉ trưa. Thì bên đây có đường Mạc Đĩnh Chi. Mạc Đĩnh Chi chúng ta sẽ đi thẳng về đại lộ Thống Nhất. Đây là con đường Điện Biên Phủ, đường một chiều ra hướng về xuôi chiều thì chúng ta sẽ hướng về Hàng Xanh, ngã tư Hàng Xanh. Ngày xưa con đường này là đường Trần Quốc Toản nha. Phủ là đường Quốc Toản không? Nếu không phải các anh chị cho em xin cái comment nha. Nhiều khi tên đường xưa hay bị lẫn lộn. Chúng ta đang đi trên con đường Mạc Đĩnh Chi. Mà lúc trước em có lang thang trên con đường này rồi để các anh chị nhìn rõ hơn, thì hôm nay chúng ta sẽ đi bao quát một vòng. Vòng đường Mạc Đĩnh Chi rồi vòng ra nhà thờ Đức Bà. Ngày nghỉ, ngày lễ, ngày cuối tuần thì Sài Gòn vắng, hay người ta còn gọi là vắng tanh như chùa Bà Đanh. Những ngày nghỉ thì Sài Gòn mấy bà con mình bán buôn rất là khó khăn ha, bởi vì không có người mua. Ít người qua lại nên nên bán rất là ế. Ta đang ngã tư Nguyễn Đình Chiểu nè. Đã đèn đỏ. Ngày xưa Đình Chiểu là hình như là tên là Phan Đình Phùng thì phải. Thẳng đường này chúng ta ra đại lộ Thống Nhất và bệnh viện Nhi Đồng, nhưng mà chắc chúng ta sẽ không đi đại lộ Thống Nhất ha, thẳng bên kia đi qua đường Nguyễn Du luôn, để cho các anh chị các bạn xem những hình ảnh mới về con đường Nguyễn Du, bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện Nhi Đồng. Bệnh viện này cũng là một trong những bệnh viện mà có tuổi đời trên 100 tuổi. Thì cái mặt bên Nguyễn Du này cũng họ cũng mới xây dựng một cái tòa nhà mới thôi, chứ mặt chính của ngày xưa là bên đường Gia Long, Lý Tự Trọng ngày nay. Phía trước mặt chúng ta đó là đường Lê Duẩn nè, đại lộ Thống Nhất ngày xưa nè. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đến Dinh Độc Lập.
Nguyễn Du, ngã ba Nguyễn Du và Mạc Đình Chi. Ở đây có cái bệnh viện Nhi Đồng 2. Ngày xưa thì không phải tên là bệnh viện Nhi Đồng mà là tên tiếng Pháp. Này chắc để về em nghiên cứu lại. Tại nghe sư phụ chia sẻ nên chưa rõ lắm. Có thể nhờ cô chú anh chị mình thể có ai có những cái ký ức về cái bệnh viện Nhi Đồng 2 thì cho em xin cái comment nha. Đây chúng ta đến đường Hai Bà Trưng đây nè. Ngã tư Hai Bà Trưng và Nguyễn Du. Trời rất là nắng, Sài Gòn đổ lửa. Mà rất là vắng. Continental, khách sạn cũng giống như ở ngoài Sài Gòn vậy đó, cũng có tên là Continental luôn. Bây giờ là Intercontinental. Con đường có lá me bay đây, nhìn những hàng cây rất là mát. Bên trái mình là trường cổng trường Trần Đại Nghĩa. Ở bên đường Gia Long cũng có một cổng trường Trần Đại Nghĩa nữa, nhưng mà cổng này là cổng Nguyễn Du. Đây, ta nhìn qua đây nhà thờ Đức Bà đây. Tuy là trời nắng nhưng mà cũng rất là nhiều du khách phương đổ về Sài Gòn. Những ngày lễ Sài Gòn nhìn thấy chúng ta thấy rất là ít xe máy, rất là ít luôn. Mình đang ở đèn đỏ Nguyễn Du và Pasteur. Có cái building rất là xưa nè. Mà ở dưới thì họ cho thuê rất là nhiều công ty. Mỗi ô là một công ty. Đặc trưng ở Việt Nam là những hộ kinh doanh, những cái công ty họ đa số đều nằm ở mặt tiền. Đây là Dinh Độc Lập nè, người ta đi bên hông Dinh Độc Lập, nơi mà tổng thống làm việc ngày xưa nè. Ta nói đến mặt tiền thì đa số ở Việt Nam là họ kinh doanh ở mặt tiền, nên Sài Gòn mà vắng là sẽ rất là khó khăn cho việc buôn bán. Mà đi ngoài đường thì sướng, trống trải, xe cộ ít, khói bụi ít, ta cảm thấy rất là thoải mái khi mà đi những con đường vắng. Đây là một trong những con đường rất là xưa nè, con đường rất là nhiều cây me. Ở đây lãnh sự quán Hàn Quốc. Chúng ta thấy nhìn kiến trúc là biết Hàn Quốc.
hôm nay mình đi ra đường là chỉ thấy rất là nhiều khách du lịch thôi. Còn những người ở Sài Gòn thì họ đi chơi, đi về quê hoặc là đi nghỉ dưỡng hoặc là ở nhà hết rồi, không có ra đường ha. Nên thấy đường xá rất là vắng. Ta đến ngã ba Lê Văn Duyệt và Nguyễn Du là đường cách mạng 8 ngày nay. Đây có câu lạc bộ chống độc. Rồi mình sẽ quành qua đường Thị Xuân, đường Bùi Thị Xuân thì khu bán máy tính ngày xưa. Nếu chúng ta đi thẳng Lê Văn Duyệt lúc nãy thì chúng ta sẽ đến được câu lạc bộ 126. Câu lạc bộ 126 nằm ngay ngã 6 đường 3 tháng 2 và Lý Chính Thắng, Lê Văn Duyệt, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thượng Hiền. Ngã 6 hay ngã 7? Mình đi ngã 7 nữa. Này con đường Bùi Thị Xuân, một trong những con đường rất là mát ở Sài Gòn. Các anh chị thấy đường rất là vắng luôn không? Vắng đến lạ thường. Ở đây thì có rất là nhiều khách sạn nè. Đây là mũi tàu đường Lê Thị Riêng và Bùi Thị Xuân, Ngô Tùng Châu ngày xưa đó, Ngô Tùng Châu Sài Gòn. Hình ảnh ở Sài Gòn vào những ngày nghỉ của bà con xin gửi đến cô chú anh chị các bạn xem Sài Gòn vắng như chùa Bà Đanh ở ở ngoài đường ha. Nhưng mà chắc những cái khu vui chơi giải trí thì sẽ rất là đông. Để chúng ta đi ngang qua đường trường Bùi Thị Xuân. Rồi video này xin tạm dừng và hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo nha. Chúc bà con mình thật là nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ nha. Cảm ơn bà con đã luôn đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Này chúng ta dừng lại ở ngã ba, ngã tư Lương Hữu Khánh và Bùi Thị Xuân. Con đường chuyên làm con mọc con dấu mica.